Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Sau 75 năm kể từ hội nghị lần thứ nhất do Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021 đã diễn ra trọng thể tại điểm cầu nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, nhấn mạnh bà con kiều bào chính là cầu nối tích cực, góp phần củng cố, tăng cường tình hữu nghị giữa hai đất nước. Sau Quảng Nam và Phú Quốc, Đà Nẵng là điểm du lịch tiếp theo, sẵn sàng đón khách quốc tế từ tháng 12 năm nay. Ngày 24 tháng 11 tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021 được tổ chức sau 75 năm kể từ hội nghị lần thứ nhất do Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức năm 1946. Tham dự hội nghị có 600 đại biểu tại điểm cầu nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố. Trong bài phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa trong lịch sử 4.000 năm dân tộc. Với một phạm trù rất rộng và dưới nhiều cách tiếp cận khác nhau, văn hóa Việt Nam trải qua những biến cố, thăng trầm đã tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị, bản sắc văn hóa riêng của dân tộc, làm nên hồn cốt của dân tộc, đồng thời tiếp thu và góp phần đóng góp vào nền văn hóa chung của nhân loại. Điểm lại những dấu mốc kể từ khi Cách mạng tháng 8 thành công đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những quan điểm của Đảng, khẳng định vị trí, ý nghĩa và vai trò của văn hóa. Ngay từ trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930, Đảng đã đề cập đến vấn đề phải phát triển văn hóa của dân tộc. Và năm 1943, Đảng ta đã đề ra đề cương văn hóa Việt Nam, trong đó chỉ rõ mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận chính trị, kinh tế và văn hóa. Đảng ta xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là một việc làm rất có ý nghĩa. Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ hai là bước ngoặt lớn trong đường lối lãnh đạo văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với người dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã và đang góp phần duy trì và phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt, nơi xứ người. Nỗ lực đó của bà con đã được thể hiện qua vai trò gìn giữ và quảng bá văn hóa Việt trong chính cộng đồng và tới cả bạn bè quốc tế. Ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới có người Việt Nam, ở đó sẽ có những hội đoàn hoặc các hội đồng hương, câu lạc bộ sinh hoạt cộng đồng của bà con kiều bào. Đây cũng chính là cái nôi để nuôi dưỡng và lan tỏa văn hóa cội nguồn dân tộc Việt tại nước ngoài, như chủ trương của Đảng đã đề ra về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Việc hình thành các hội đoàn người Việt đã thể hiện nét văn hóa làng xã rất đặc trưng, bản sắc dân tộc Việt của cha ông ta từ bao đời nay vẫn không hề mai một, rất khác biệt so với các sắc dân khác đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức. Nhiều bà con kiều bào dù đã định cư tại nước ngoài, nhưng vẫn giữ trọn đam mê với các bộ môn nghệ thuật truyền thống. Nhiều người đã trở thành những nghệ sĩ không chuyên, góp phần bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Những tiết mục văn nghệ như hát chèo, quan họ, múa nón quay thao mà chúng tôi biểu diễn vừa là tình cảm của chúng tôi đối với quê hương và cũng vừa là đam mê nghệ thuật truyền thống của nhiều người Việt xa xứ. Những hoạt động văn nghệ đó có thể là không còn mới, nhưng cũng sẽ không bao giờ cũ để truyền lửa cho thế hệ trẻ, kiều bào, hiểu và yêu văn hóa cội nguồn. Phát triển mạnh mẽ nền văn hóa và con người Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp thiết là phải bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là các giá trị văn hóa truyền thống. Đó là một trong những nội dung sẽ được chú trọng thảo luận tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ hai, và cũng là mục tiêu mà cộng đồng kiều bào đã và sẽ tiếp tục chung tay góp sức cùng đất nước. Rất nhiều người dân nước sở tại cũng như là chính quyền sở tại rất ủng hộ và hoan nghênh cái việc quảng bá văn hóa Việt, và tôi cho rằng cái đấy cũng rất phù hợp với chủ trương của Đảng nhà nước ta là chúng ta sẽ giữ gìn bản sắc văn hóa Việt, và các nước sở tại thì họ cũng có cái chủ trương là duy trì nền văn hóa đa sắc màu, thì trong đó có sắc màu của văn hóa Việt Nam. Khi sống trong một xã hội
với các nền văn hóa khác nhau. Thì chỉ thông qua những nét văn hóa, bản sắc dân tộc của mình thì chúng ta mới có thể gây dựng được một vị thế riêng. Theo tôi, chính việc giữ gìn và phát triển những giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam sẽ giúp những người Việt sống ở nước ngoài, đặc biệt là các thế hệ sau này, có thể vừa hội nhập tốt nhưng không bị hòa tan. Từ thực tiễn phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới đã càng thêm khẳng định vị thế quan trọng của văn hóa, con người Việt Nam trong chiến lược phát triển. Chắc chắn những giá trị vốn có ấy của dân tộc sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát huy trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Trong đó không thể thiếu tâm huyết và sự đóng góp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, tối ngày 23 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ, nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn coi kiều bào là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời, là động lực phát triển của đất nước. Tại buổi gặp gỡ, đại diện bà con kiều bào bày tỏ xúc động được đón Thủ tướng đến thăm, động viên và nói chuyện với bà con, cho biết luôn đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, có nhiều hoạt động cộng đồng tích cực và luôn hướng về Tổ quốc, quê hương với những hành động thiết thực, ý nghĩa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng cảm ơn bà con luôn đồng hành, chia sẻ với đất nước những lúc khó khăn với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Thủ tướng nêu rõ, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản chưa bao giờ phát triển tốt đẹp và mạnh mẽ như hiện nay. Chuyến thăm chính thức Nhật Bản này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Thủ tướng đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản lớn mạnh, đoàn kết, trách nhiệm, mong bà con chấp hành tốt luật pháp nước sở tại, phát huy giá trị con người Việt Nam và cho biết đã giao các cơ quan chức năng nghiên cứu sớm mở lại các đường bay thương mại, trong đó có đường bay Nhật Bản. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi kiều bào là một bộ phận quan trọng không thể tách rời, là một động lực phát triển của đất nước. Điều này được thể hiện qua nghị quyết số 36, chỉ thị số 45 và gần đây là kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được thể chế hóa bằng các quy định của pháp luật. Tại cuộc gặp các trí thức, nhà khoa học, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát huy nguồn lực, giá trị trí tuệ con người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu, đồng thời gợi ý và đặt hàng một số đề tài nghiên cứu mà thực tiễn đang đòi hỏi. Thủ tướng mong muốn các trí thức, nhà khoa học Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, có nhiều thành tích, thành tựu nổi bật hơn nữa, tận dụng tối đa sự liên kết với mạng lưới các nhà khoa học, các tổ chức khoa học trên thế giới, đem trí tuệ, tâm huyết của mình cống hiến cho quê hương, đất nước và góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản. Thủ tướng giao cơ quan chức năng tổng hợp các kiến nghị, góp ý, đề xuất tại cuộc gặp mặt và cho biết sẽ tiếp tục có các cơ chế làm việc cụ thể với các nhà khoa học trí thức theo từng nhóm vấn đề bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có hình thức trực tuyến để phát huy hiệu quả cao nhất. Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Tư pháp Nhật Bản, tính đến cuối tháng 9 năm 2021, có gần 24.000 người Việt Nam có kỹ năng đặc định đang làm việc tại Nhật Bản, chiếm 62,5% số lượng lao động nước ngoài có kỹ năng đặc định tại nước này. Đây là số lượng lao động Việt Nam có kỹ năng đặc định nhiều nhất từ trước đến nay và đã tăng 4,49 lần so với cuối tháng 9 năm 2020. Trong đó, số lao động có kỹ năng đặc định trong ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống là cao nhất với 10.141 người. Tiếp theo là trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, chăm sóc điều dưỡng, chế tạo máy công nghiệp và lĩnh vực công nghiệp vật liệu. Trong năm 2022, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa thuộc Liên Hợp Quốc UNESCO sẽ cùng Việt Nam kỷ niệm ngày sinh và ngày mất của nữ sĩ Hồ Xuân Hương và danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Quyết định này vừa được UNESCO thông qua vào cuối phiên họp sáng ngày 23 tháng 11 tại thủ đô Paris. Theo đó, hồ sơ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và kỷ niệm 250 năm ngày sinh, 200 năm ngày mất của nữ sĩ Hồ Xuân Hương được thông qua cùng với 58 hồ sơ khác. Các hồ sơ đề cử cần đáp ứng các tiêu chí do UNESCO đề ra, đồng thời mỗi sự kiện, nhân vật đề cử phải có tầm ảnh hưởng rộng rãi, được biết đến cả ở bên ngoài quốc gia đề cử. Trước đây, UNESCO đã từng thông qua nghị quyết vinh danh và cùng kỷ niệm năm sinh, năm mất của các danh nhân Việt Nam, như kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1990, 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi năm 1980, 250 năm ngày sinh năm sinh Nguyễn Du năm 2015 và 650 năm ngày mất của nhà giáo Chu Văn An năm 2019.
Sau khi Quảng Nam và Phú Quốc đón đoàn khách quốc tế đầu tiên, thành phố Đà Nẵng cũng đang chuẩn bị nguồn lực, sẵn sàng đón khách vào tháng 12 sắp tới. Hiện các doanh nghiệp lữ hành đang tích cực chuẩn bị nhân lực, liên hệ với đối tác, cơ sở lưu trú, cùng xây dựng các sản phẩm tour trọn gói, chào bán cho những thị trường khách tiềm năng. Vì chúng tôi làm kinh doanh nên là bước đi rất thận trọng để mà vừa đảm bảo cái tính chống dịch, yêu cầu chống dịch, vừa đảm bảo cái tính về kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp hết sức lạc quan, hết sức phấn khởi và sẽ tập trung mọi nguồn lực, coi như đây là cái cơ hội cho doanh nghiệp Đà Nẵng, du lịch Đà Nẵng trở lại. Theo kế hoạch, khách quốc tế sẽ đến Đà Nẵng bắt đầu từ tháng 12 sắp tới, chủ yếu đến từ một số thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và khách người Việt cư trú ở nước ngoài về nước kết hợp thăm thân nhân. Còn tại Hà Nội, xu hướng du lịch tại chỗ cũng đang thu hút du khách. Dịch vụ du lịch nông trại giữa lòng thủ đô là một ví dụ điển hình. Khi giờ đây, quý vị ở Hà Nội cũng có thể tới tham quan và trải nghiệm những vườn nho sai trĩu quả mà không cần phải tới Ninh Thuận. Nếu bạn chưa tin, đất Phù Sa sông Hồng có thể chinh phục được những giống nho khó tính, thì đây là câu trả lời. Những vườn nho chín mọng bên cầu Nhật Tân, thuộc xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, đang chờ bạn đến để trải nghiệm. Hiện ở lúc trải của Lực đang có khoảng hơn 20 giống nho khác nhau như là nho đen, nho xanh, nho vàng và nho tím. Và nếu có cơ hội thì xin mời tất cả các bạn đã hãy đến với lúc trải của Lực để có thể là trải nghiệm các cái hương vị khác nhau của các giống nho ở đây như thế nào. Nho rất là ngon, cảm giác rất là thích, không khí trong lành ạ. Nói chung là một trải nghiệm tuyệt vời. Sang bên này cảm giác thật là yên bình, mọi thứ nó kiểu tĩnh lại, xong rồi mình hòa mình vào cái vườn nho này thì cảm giác nó rất là thoải mái và dùng một từ giới trẻ là chill, rất chill. Đi xa hơn, tạm biệt khói bụi của thành phố, bạn có thể ghé thăm vùng ngoại thành xã Đan Phượng của huyện Đan Phượng, nơi mà 3 năm nay đã có hàng chục hộ gia đình trồng thành công giống nho hạ đen. Và đây là năm đầu tiên khai thác du lịch tại vườn nho. Cũng đã du lịch Đà Lạt, Sapa, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng. Thì để nói về cái khung cảnh thì không ở đâu tuyệt vời như cái vườn nho này mà đang vào mùa thu hoạch như thế này. Thì nói chung là rất là tuyệt vời em ạ. Đã bao lâu rồi bạn không thể đi du lịch vì dịch Covid-19. Vậy thì hãy nhanh chân đến với những vườn nho siêu đẹp ngay giữa lòng Hà Nội để có một không khí thật mới mẻ, xua tan đi những buồn phiền vì dịch bệnh. Vâng, và những hình ảnh thú vị vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trên App Store và Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại!